Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Shadowfire 2. Hôm nay mình sẽ giác cái cây cung này, gọi là cây cung của hậu nghệ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến đấu đây. Hôm nay mình sẽ test cái cây vũ khí này mới được. Ồ chết rồi, quên nó bấm vô cây đó mà chưa có anh nó lên. Phải mở nó lên rồi mới chơi được. Mình mới có chọn thôi à. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Đó, các bạn thấy anh ta dương cây cung bắn không? Rất là thú vị luôn đó. À, bây giờ chúng ta sẽ bay vô giác cây cung này đi chiến đấu. Đây ải Shogun. Ải Shogun mình quýnh ở chế độ đây, nhiều ải luôn. 24 ải, mới quýnh được có 5 ải à. Ok, bây giờ lấy cái vũ khí này để test với cô gái tên là Gippy. Hello baby, baby cầm hai cây búa luôn. À, xem cái cây của mình lên. 1 phát, 2 phát, ok. Cây này xem. Xem cái cây này nó quýnh được quá đạo mà nó mạnh như thế nào các bạn. 1, ok, xử cô bé nào. Dính bom. Ủa sao kỳ vậy? Quýnh mà sao cô bé này không bị mất máu ta? Đó, cô bé này gọi là bị quýnh nằm sang lai rồi luôn, luôn mà. Ê chết rồi, cái chế độ này đó là you win, ok. 3-1, mình thấy số ai số 1 nằm đây, mình mới để ý là điểm thằng nào hơn là nó ăn. Giác cái cung bắn quá đã luôn, mà cái cung bắn lên trời nó không bắn con bé này. Nó bắt xe trước luôn. Ok baby, nhảy nhả, rồi là ăn bơm. Không biết sao mà mình quýnh rồi là dục bơm từ lươn hộp dưa luôn. À, con bé này có việc gọi là ăn bơm mà nằm thôi. Na na na. Nó mình rồi là rất là thương hoa tiết ngọc luôn, mà cái con gái này võ công rất là dữ. Ok, còn 9 giây nữa, mình cố gắng cầm cự 9 giây nữa là chích thêm một cái thì kêu nè. 3 giây, 2 giây, 1 giây, win. Đây, cái cây này quýnh cũng rất là đẹp luôn các bạn. Gọi là để nó cầm y như cái côn luôn á. Nó dài dài giống như cái côn mà hai cái đầu nó hai bên là hai cái lưỡi rất là bén. À, tiếp theo là để mình xem số 6 rồi, quất luôn. Test cái vũ khí này phải test cho tới, test mà không tới đâu được. Ô, và anh bạn này hơi bị ngầu luôn. Nguyên một bộ đồ màu tím và tóc nhựa màu tím luôn chứ. Côn luôn. Ok, côn nghị khúc. Mày hả bưởi. Côn nghị khúc quýnh như gọi là cây cây cung của hậu nghệ. Hậu nghệ giác cung quá một đài mà. Tình hình này sao đây? Quýnh gì mà sao cái anh bạn này mất máu ít như vậy? Cái này nó có cái gì đó nó sai sai ở đây rồi các bạn ơi. Lùi về mới được, mẹ nó tấn công đúng quá. Mày giữ hả bữa, mày giữ rồi. Mày giữ hả bữa, mày giữ hả bữa. Không sử dụng những cái đòn gọi là đa quánh ấy được các bạn ơi. Buộc phải sử dụng cái đòn ngắn thôi. Nó bởi vì gần thì chúng ta không có thể nào mà quánh ra những đòn dài được. Mày hả bữa, sắp nó cà vô, đúng lui. Không có để nó ăn hiếp mình rồi, nó đè mình luôn rồi. Mày hả bữa. Thực chế quá này, phải cắm cái vợ lên gối đá đứng được. Anh bạn này hình như là bộ giáp rất là đau luôn hay sao ấy. Nó ít ra phải dạy giúp rồi. Gần đi bụi rồi bé ơi. Đi bụi. À chưa chết luôn. Anh bạn này có cái bộ giáp này rất là lợi hại luôn á. Ok, cuối cùng chúng ta có thể gọi là hạ được cái anh mặc quy sách đồ màu tím này. Không chỉ sách đồ mà tóc cũng màu tím luôn. Ten ten. Ok, để mua một xíu năng lượng đây các bạn. Hết năng lượng thì quýnh không nổi đâu. Cái này mình sẽ gọi là đẩy nguyên cái khả năng của cái món vũ khí này là nó như thế nào luôn. Bây giờ quýnh với anh bạn cầm đơn đao. Cái đao quá bự. Cái đao này là bự chà bá luôn các bạn. Mày hả bự. Mới vô là gọi là mình quýnh rồi là anh ta không có kẹp. Không kẹp đứng dậy luôn. Dạ anh ta đứng dậy đá mình rồi. Mày hả bự. Cứ từ từ. Mình định rút tên bắn nhưng mà bắn không kịp luôn á. Trời ơi, cho bắn cái cây. Đây kêu nè. Tức chế quá, mình định rút cái mũi tên mình bắn mà nó không cho mình bắn các bạn ơi. Ok. Trời ơi, định bắn luôn mà không cho bắn. Nó làm mình ức chế rồi chứ. Cho bắn, cho cặp mũi tên bắn cái thấy mặt trời, thấy nó động rồi ơi. Đây, yes.
mồm. Ok, nhạc này nghe rất là hấp dẫn luôn các bạn. 400 tiền, ủa là 400 sao chứ. Nãy giờ mà mình gọi là cầm cái cung này mà chưa bắn được cái mũi tên nào luôn á. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình dắt cái mũi tên này mình bắn rồi. Ok, anh này cũng màu tím nhưng mà có cái điều là cái đầu chưa phải màu tím. Mới vô lùi lại à, lùi lại. Nó không biết lắm mà mới vô tấn công mình nữa. Sáp quá cậu, giọt máu luôn. Sáp liền, bá vô. Tấn công đi luôn. Đúng rồi. Đó, ok. Ây da, ừ sao mà đạp mình chứ hả. Ừ, sổ mình luôn chứ. Ờ, giật mình luôn chứ. Ê, bớt giỡn kìa, chết rồi. Không có giỡn được. Không có giỡn được bạn ơi. Đây chiêu. Chiêu thôi. Mình quýnh mình giỡn với nó đã đời. Xong cái xử mình banh xác. Ok, mình không được giỡn cái này nữa. Mẹ ơi, cứ từ từ, không có gì phải vội vàng hả anh bạn à. Mình gọi là mình chưa có xài chiêu cuối luôn mà bạn quýnh mình vô phim luôn á. Đi bụi. Bắn mày hả bưởi. Cuối cùng mình cũng đã bắn được một cái. Nãy giờ cầm cái mũi tên cuối cùng cũng bắn được cái mà. Thời nó chạy ra nó chạy. Không bắn được. Bắn một cách nhưng mà không bắn được. Bắn được mà nó nhảy qua bên đây rồi. Ok, cho nó biết thế nào là lễ độ luôn. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Giống như mình hả. Ok. À, nãy giờ cuối cùng mình cũng đã bắn giác rồi. Giác cùng bắn được cái mũi tên này các bạn. Hồi nãy giờ bị nó ăn hiếp quá, ăn hiếp. Rồi nào, quýnh tới màn số 9 luôn, đẩy luôn cái màn số 10 ra sao. Anh này giống Son Goku vậy. Đây là Simon à. Thì này bạn này cũng rất là ngầu luôn. Ok, xài xong đao. Ây da, trời mới vô mà gọi là bay xuống quen chân rồi. Được. Cái chiêu này đó, cái chiêu này mình thích rồi đó. Tí tiêu. Ok, đá đất. Đá đất. Cái đội nhảy lên. Ai kêu nhảy lên mình đánh. Ui da, trời nó quay cái đao chém mình một phát luôn. Vậy sao mà bạn này quýnh có nhường mình không? Rồi sao mà quên mấy cái chiếc quen rồi ta. Ok, từ từ thôi bạn hàng. Cứ từ từ. Bạn cái tội rồi là hãy ơi gì hả, quay ra sau lưng người không ngờ là mình cưa ngay cái chân luôn á. Mày hả bưởi, mày căng quá các bạn ơi, tình hình này căng quá. Đây là cho mình đang định rồi là lấy cái mũi tên mình bắn một cái mà không muốn cho mình bắn luôn á. Bắn trời ơi, nhét cái mũi tên nó bắn mà nó không cho bắn. Bắn bắn được cái mũi tên nó cho mình ăn nguyên cục năng lượng của nó luôn á. Ok, chơi vui luôn, phải cho nó là quýnh em hấp dẫn các bạn ơi. Ok, mày hả bưởi, mày hả bưởi. Nhát mũi tên bắn nó mày. Lão chặt nó luôn. Mày hả bưởi, bức xúc quá tuyệt chiêu. Nó chống hả bưởi. Ăn thêm cái bơm nữa là bưởi banh sát nha, là bưởi chống với mình. Cậu này tên là Simon. Ok, nhân vật nhìn rất là ngầu luôn. Ok, kêu mình vô quánh mấy thằng ở trong đây chơi. Ok, để mình vô mình rồi là quánh thử coi mấy thằng này nó mạnh không đây. Thằng này đi chui vô quánh như volcano, sao nó không cho mình vô ta. Ok, để mình bay vô mình gõ thằng này thử nha các bạn. Lỗi không cho luôn, không cho mình mua cái gọi là cái cục tròn tròn xây nữa luôn. Wow, 15 ống máu hả? Bạn này gọi là có hai cái bàn tay rất là màu vàng luôn, hai bàn tay màu lửa. Cậu này chắc hệ lửa rồi. Đúng rồi, sáp vô xử khô máu luôn. Đâu rồi, tay đâu có tiêu rồi. Mày hả bưởi, quất luôn, tấn công. Anh bạn này là đến từ nham thạch hay sao á. Đây nguyên cái người thằng là đá và nhìn lửa không à. Cắm chỗ lên gối, đá đít đồ. Quay gót luôn. Các bạn thấy mình đuổi bá đạo ghê chưa. Mày hả bưởi. Cho cái tiền chiêu luôn nè. Tiền chiêu.
mình hả bưởi? Ăn bom luôn. Gọi là muốn như thế nào công luôn á. Ủa, ở ngoài sân lưng mình á, gọi là cái chiêu trốn tốc độ. Đó, mình gọi là quýnh nó thả hết giờ chứ mình không chịu chết đâu. Nó chơi mình đó, mình quýnh hết giờ chứ mình không chết. Ok. Rất là bá đạo luôn. Coi nào. Để mình bay vô mình xử này cho nó hết máu luôn rồi. Gõ chuông nữa rồi. Gõ chuông là bây giờ là bắt đầu á. Cầm ở cái pen một cái là chúng ta có thể chiến đấu với nhau. Nhào vô luôn. Tốc độ 10-11 ống máu này. Quýnh này bộ căng với mình quá. Ôi trời ơi. Đúng là sạc hay đau luôn. Phát một mình mất hơn nửa cây máu luôn á. Chậu thì tiêu mình luôn chứ. Chậu nữa luôn chứ. Ê ơi, rồi rồi, chết mình rồi. Tôi quýnh cái gì mày, quýnh như viên hồng công vậy. Đá cái nè. Trời ơi. Rồi, nó quýnh mình chết luôn các bạn ơi. Quýnh mà gọi là không thương tiếc luôn. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Còn các bạn muốn mình làm về cái game gì hãy comment bên dưới video nha. Hay là muốn mình làm cái vũ khí gì trong cái game Shadowfire này thì comment bên dưới, mình sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.